chấn động giới tiên tri cảnh báo. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, chú ý 4 tháng âm lịch xui xẻo này, kẻo gặp đại hạn triền miên, nợ nần chồng chất, mất sạch tiền bạc trong năm 2024. Cuộc đời như buổi chợ chiều, đời người tan hợp dập dìu mây bay, yêu thương tay nắm lấy tay, đừng vì cuộc sống đổi thay chính mình. Cuộc đời quý nhất chữ tình, vui buồn vẫn sống như mình hôm nay, dù đời luôn đổi luôn thay, giữ tâm chánh niệm thẳng ngay giữa đời. Quý anh chị Tân Hợi thân mến, cuộc sống này không chỉ có cầu vồng và nắng chói chang, cuộc sống này có những mặt u ám, có những nỗi vất vả riêng, có những sự nhọc nhằn và mỏi mệt nhiều khi. Tuy nhiên những khó khăn đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, học hỏi kinh nghiệm và đạt được những thành công lớn trong cuộc sống. Như tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tử vi cho thấy rằng quý anh chị Tân Hợi sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống nếu biết cố gắng và không bỏ cuộc. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, vì cuộc sống này không phải là sự hoàn hảo mà là sự tiếp tục đấu tranh và vượt qua những khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Khi nói về cuộc đời Tân Hợi, Minh Đường tử vi không khỏi xót xa, khi trong cuộc đời quý anh chị chắc hẳn sẽ có không chỉ một lần trắng tay trong đời, mất hết toàn bộ tài sản, hoặc bị phụ bạc, lừa tình, kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ ném đá sau lưng. Nhưng cũng phải một lần như vậy, cuộc đời Tân Hợi mới thật sự bắt đầu biến chuyển, vì tay trắng mà phấn đấu đi lên, hay vì bị phụ bạc mà trở nên tài hoa, xinh xắn. Minh Đường tử vi ở đây để nhắc nhở quý anh chị 1971 rằng năm 2024 không phải là năm nhàn tản với quý anh chị đâu. Sẽ có những nốt thăng trầm giáng bổng, bên cạnh đó lại có 4 tháng đại hạn mà quý anh chị cần nắm rõ để xoay chuyển vận mệnh, biến hung thành cát. Vậy 4 tháng đại hạn đó là gì? Hãy cùng Minh Đường tử vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý anh chị nhé. Quý anh chị thân mến, được biết Tân Hợi 1971 khuyên dưỡng chi chư, con lợn của quá khứ, con lợn của dĩ vãng, con lợn của những sự nuối tiếc không thôi lúc đầu đời, con lợn của việc biết trước sẽ không có kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, để lại những mệt mỏi, ưu tư, muộn phiền khi nhìn lại. Con lợn đất không sống ở hiện tại, cũng không nhìn về tương lai mà thường đắm chìm trong quá khứ, đôi khi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những điều đã vượt qua ngón tay mình, nhưng cứ mãi như vậy cũng đâu có thay đổi được gì. Tân Hợi à, nào có ai mà không phải lớn, nào có ai mà không phải đau, nào có ai mà không phải trưởng thành, nào có ai sống trên đời mà không có sự nuối tiếc. Quá khứ đã qua là không thể thay đổi được, tương lai mịt mờ là thứ không thể nằm chắc hoàn toàn trong tay. Vậy nên Tân Hợi của bây giờ, hãy sống cho hiện tại, hãy nghĩ cho ngày hôm nay, hãy sáng suốt, hãy lý trí, hãy học cách buông bỏ, học cách ngừng lại khi thấy không thích hợp, học cách lựa chọn khi phải tìm đường tốt để đi. Có như vậy mới không uổng phí những suy nghĩ, những nhận thức, những tài năng và nét chấm phá đặc biệt của bản thân mình. Quý anh chị Tân Hợi nên nhớ rằng, càng thị phi thì càng lộc là đặc điểm của Tân Hợi, càng lục càng hưởng thì lại càng điều tiếng thị phi. Vậy nên đấy là một vòng luẩn quẩn, muốn không thị phi, mong cầu không được. Đến cái tuổi lớn, Tân Hợi bắt đầu lãnh đạo đi lên, kéo bạn bè thăng tiến, hoặc đội nhóm cùng bay cơ mà. Thỉnh thoảng họ lại bị người họ nâng lên quay ra cấu xé, người họ dạy dỗ lại cắn họ nhiều khi, nhưng càng thiệt thì lại càng lộc. Đấy cũng là một đặc điểm hay ho của Tân Hợi. 2024 Giáp Thìn với Hợi là một năm kim hoa vượng khí, cho bản mệnh Tân Hợi càng làm càng thăng hoa, suy nghĩ càng sáng suốt, đầu óc càng sáng tỏ mà trí tuệ càng thâm sâu. Nên đây là năm cái tốt nhiều hơn, cái xấu thì vẫn thế. Thị phi tựa như oxy để thở, năm nay thêm màn phản thầy phản bạn, cho đủ bộ kiếm hiệp drama, cơ mà kệ thôi. Càng thiệt thì càng lộc, càng bị đặt điều thì càng phát triển, nhiều khi cứ thong dong mà tiến, thư thư mà triển. Vì năm nay nhân tâm thì vẫn thế, nhưng tài lộc thì lại tiến xa hơn. Nhưng tiến xa như thế nào là do Tân Hợi quyết định, vận hạn hay may mắn đều nằm trong tầm tay quý anh chị. Minh Đường tử vi chỉ biết khuyên nhủ Tân Hợi hãy mạnh dạn mà chiến, thẳng đường mà tiến. Ai đó ngáng đường luôn có quý nhân dẫn dắt bạn, Tân Hợi hãy yên tâm là như vậy. Cố nốt 9 ngày nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Tiếp theo sau đây là đôi nét về tính cách của tuổi Tân Hợi, theo can chi ngũ hành. Người tuổi Tân Hợi được tuổi mệnh tương sinh nên tính cách khá thông minh và nhạy bén. Họ nhận thức được vấn đề rồi thì khó thay đổi những gì mình nghĩ. Họ là những người có khả năng thương mại, tay làm sản nghiệp. Tuy nhiên, làm ăn lúc lên lúc xuống, không được giàu sang phú quý cho lắm. Người sinh năm Tân Hợi thường cứng rắn, luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Niềm đam mê của họ là những món ăn ngon, thức uống hấp dẫn. Tân Hợi kiên nhẫn, tốt tính, phóng thoáng và là một người đáng tin cậy nếu bạn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ họ. Họ thích được nâng niu trân trọng, thích phong thái thanh lịch, nhẹ nhàng, ôn hòa, không thích cuộc sống bon chen, không chấp nhận những hành động thô lỗ. Cũng vì vậy nên Tân Hợi không thích giao du quá nhiều, nhìn chung họ có tính tình hòa đồng,
vui vẻ nhưng hơi cô độc. Tân Hợi là người hiền lành, không để bụng. Thường thì họ không hay trách cứ người khác, nhưng khi đã ghét ai rồi thì đến vết nhỏ nhất họ cũng sẽ ráng soi mói, vạch lá tìm sâu. Những người tuổi Tân Hợi đa phần biết hưởng thụ, thích cuộc sống vật chất sang trọng xa xỉ, thích tự chiều chuộng bản thân, nên khó giữ được tiền trong tay. Tân Hợi khá yếu đuối trong tình cảm, dễ bị sa ngã trước cám dỗ. Người mang mệnh thoa xuyến kim mà có nhiều sao ở khoe khoang trong cung mệnh của lá số tử vi thì lòng ham muốn hư vinh càng nhiều. Chữ Tân có nghĩa là toan tính, nên Tân Hợi thường có cuộc sống hôn nhân ít thuận lợi. Nếu khắc phục được những điều trên thì tiền bạc hanh thông, phú quý phát tài, hôn nhân hạnh phúc. Nam Tân Hợi có tính cách khá khó gần, đặc biệt duyên phận của người tuổi này kém, họ dễ bị chia ly hoặc không hạnh phúc. Về sự nghiệp, họ có nhiều may mắn sẽ hoàn thành sớm công danh sự nghiệp của mình. Tiền bạc vào hậu vận có nhiều kết quả tốt đẹp, có thể hưởng được nhiều tốt đẹp về sau. Phần gia đạo có nhiều tốt đẹp, về công danh chỉ ở vào mức độ bình thường, thiên về buôn bán nhiều hơn. Nữ mạng Tân Hợi tính tình ôn nhu, dịu dàng, giàu tình cảm, được nhiều cảm tình trong mắt những người xung quanh. Họ tạo cho người khác giấy cảm giác muốn được che chở, bao bọc. Vì vậy, nữ 1971 được nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng, bên trong con người này còn có những cá tính riêng mà ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Bước vào cuộc sống vợ chồng, bạn sẽ nhận được nhiều sự yêu chiều của chồng, của con. Bạn biết cách làm cho đối tác thấu hiểu mình. Càng làm như vậy, cuộc sống của bạn sẽ càng ấm êm, hạnh phúc. Khi làm mẹ, bạn sẽ là một người phụ nữ đảm đang, hết mực yêu thương, chăm sóc gia đình. Bạn không thích chủ động mà thích nhận được sự quan tâm từ người khác. Đặc biệt, bạn là người ủng hộ hôn nhân kiểu cũ. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2024. Tử vi thấy rằng, năm Giáp Thìn 2024 là một năm thăng trầm khó đoán. Các phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi duy trì bình ổn cũng là một sự may mắn rồi. Về công danh, sự nghiệp, làm ăn có lúc thăng lúc trầm, có giai đoạn khó khăn nhưng cũng có giai đoạn phát triển tốt. Các mối quan hệ hợp tác bên ngoài có chút mâu thuẫn, nhưng không quá lớn, tự chung lại vẫn ở mức bình ổn, không phải lao tâm khổ tứ nhiều. Điểm cần tránh với người làm lãnh đạo trong năm này là đưa ra những quan điểm độc đoán bắt cấp dưới phải nghe theo, khiến mâu thuẫn nảy sinh, công việc càng gặp bất lợi. Về tài chính, trong năm tiền bạc cũng duy trì bình ổn, không bị biến động quá mạnh, kinh doanh, buôn bán khá may mắn, tiền bạc kiếm được mà tiêu cũng lắm, khó tích lũy nhưng không quá khó khăn hay túng thiếu. Thời điểm này, đương số cần thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, lơ là một chút là bị hãm hại ngay. Đồng thời, đừng vội vàng dốc tiền đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Cần lưu tâm hơn cả là phương diện sức khỏe, có dấu hiệu giảm sút khá mạnh, bệnh tật phát sinh, nhất là các bệnh về khí huyết khiến đau đầu, chóng mặt liên miên. Ngoài ra, đề phòng tai nạn đường sông nước. Bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Trên phương diện gia đạo cũng khá trầm lắng, khi vợ chồng bạn đều quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình, khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cám dỗ, bản mệnh nên chú ý giữ mình, chớ để bản thân sa ngã, gây tổn thương cho người thân. Đánh giá từng phương diện, công việc tâm lý ỉ lại, ngại khó ngại khổ là nguồn cơn gây ra mâu thuẫn đồng nghiệp, lãnh đạo. Theo đó công việc thường xuyên lâm vào bế tắc, khó có thể phát huy được thế mạnh của mình, cơ hội thăng tiến hầu như không có. Việc mở rộng quy mô làm ăn sẽ gặp khó lúc khởi sự, nhưng nếu hạ quyết tâm tới cùng, nhờ sự hỗ trợ từ người khác, tính khả thi vẫn rất cao. Tử vi tài lộc. Tử vi cho thấy rằng, có dấu hiệu tụ tán thất thường vì hao tinh chiếu, tiền kiếm được cũng dễ tiêu hao, nhìn chung đồng tiền chảy vào túi không được suôn sẻ như dự kiến, có lúc tiền tới tay rồi lại để mất. Người làm công ăn lương nên nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, đừng để xảy ra lỗi kẻo bị trừ lương. Còn nếu muốn cải thiện cuộc sống thì có thể thử sức với các công việc làm thêm. Còn với người làm ăn, kinh doanh, cần phải vững vàng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ. Sức khỏe, nhìn chung sức khỏe ổn định, bệnh vặt khó tránh nhưng không mắc trọng bệnh, nên chú trọng thời gian để nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục thể thao đầy đủ, tránh áp lực kéo dài khiến cơ thể suy nhược, trí nhớ giảm sút, có bệnh cần tuân thủ nghiêm chỉ dẫn của bác sĩ, tránh nóng vội kẻo bệnh thêm trầm trọng. Tình cảm, được các tinh chủ đào hoa chiếu mệnh, người độc thân được mai mối đối tượng triển vọng, nhưng quan trọng là bạn phải mở cửa trái tim, như vậy mới tìm ra người phù hợp. Với các cặp vợ chồng,
hãy hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Như vậy thì quan hệ gia đình mới yên ấm, gia đạo nhìn chung hài hòa, có hy tín trong nhà. Quý anh chị Tân Hợi thân mến, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu dựa trên tác động của yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó. Sao chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Tân Hợi sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp nhiều tai ương vận hạn nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Làm việc vất vả mà thu về thành quả không tương xứng, có điểm tiểu nhân quấy phá, ăn nói giữ mồm giữ miệng, tiền bạc tuy kiếm được nhưng tiêu hao khá nhiều. Tử vi tháng 1 tuổi Tân Hợi cho thấy, thời gian này có thể thấy con giáp tuổi Tân Hợi đang được truyền nhiều nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy bạn làm việc hiệu quả hơn, bạn có thể tận dụng nó để tạo ra những bước tiến trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên học cách cân bằng cuộc sống và công việc, hãy dành thêm thời gian cho gia đình và cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ lễ đầu năm mới một cách trọn vẹn. Thất xích nhập phương chính đông, người mệnh này có thể phải chịu sức ép hay sự cạnh tranh lớn trong môi trường làm việc, nhưng chính điều này lại tạo ra môi trường để những ai giỏi có cơ hội tỏa sáng. Thái âm cát tinh đặc biệt tốt cho nữ mệnh đang muốn tìm một nửa cho mình, hứa hẹn bạn sẽ có người đưa, người đón. Bạn đang cân nhắc trong chuyện lựa chọn ai là người để chung đôi trong thời gian tới. Với những con giáp tuổi Tân Hợi đang khởi nghiệp, khi mà mọi thứ đang ở hình thức khởi động, nghĩa là bạn đang tốn kha khá tiền để đầu tư, hãy luôn có kế hoạch hỗ trợ khi cần, không nên chủ quan. Nguyệt lệnh trường sinh giúp con giáp tuổi Tân Hợi thể hiện sự tài hoa của mình, những gì bạn làm cũng rất được mọi người đón nhận. Bên cạnh đó, sự khiêm tốn của bạn cũng dễ gây thiện cảm với người khác. Tháng 3 năm 2024 âm lịch, tháng Mậu Thìn. Bế tắc trong công việc, thiếu ý tưởng sáng tạo mới là nguyên nhân khiến công việc trì trệ. Có thể cân nhắc thay đổi công việc nếu đã chán hoặc thấy không phù hợp. Người tuổi Tân Hợi được trải qua tháng 3 âm lịch khá êm đềm, không có nhiều biến cố. Thời điểm này, bạn nên tập trung cố gắng để khẳng định bản thân, xác định rõ ràng đích đến để có chí hướng phấn đấu. Như vậy sẽ không thụt lùi so với mọi người xung quanh. Về sự nghiệp, do có nguyệt lệnh trường sinh chiếu mệnh, sự nghiệp của con giáp này không có những dấu hiệu phát triển quá mạnh mẽ mà thiên về ổn định. Thực ra đây đã là điều khiến nhiều người xung quanh bạn mơ ước. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà trở nên lơ là, chủ quan, bởi nếu bạn sơ suất thì lỗi sai cũng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù là trong những công việc vốn quen thuộc. Bản mệnh nên tranh thủ thời điểm yên bình này để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối làm ăn trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác, đôi bên chưa cần hợp tác với nhau ngay lập tức mà có thể trò chuyện, giao lưu để hiểu hơn về các mục tiêu của nhau. Bạn cũng nên tranh thủ học hỏi thêm những điều hữu ích cho công việc đầu tư, kinh doanh sau này. Nếu có cơ hội xuất hiện thì bạn có thể mạnh dạn nắm bắt để thử sức mình. Đôi bên đều nên hạ cái tôi của mình xuống để mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, chứ nên bắt nửa kia phải nghe theo quan điểm của mình. Tốt nhất, mỗi người đều nên lùi một bước để đi tới thống nhất chung. Tiếc là chuyện tình cảm không quá ổn định, khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Công việc thuận lợi khiến tinh thần của bạn nhẹ nhõm, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Tháng 7 năm 2024 âm lịch, tháng Nhâm Thân. Đề phòng bị mất trộm đồ hoặc tiền bạc, đi xa bất lợi, có thể bị lỡ tàu xe hoặc gặp sự cố bất ngờ, đề phòng hỏa hoạn trong nhà. Nguyệt lệnh tuyệt cho thấy, sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công, có sức ảnh hưởng đủ lớn như bạn từng mong muốn, khiến cho con giáp tuổi Tân Hợi có cảm giác mất phương hướng, công việc tháng này của bản mệnh không được tốt. Có thể ban đầu bạn rất hào hứng, nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng, nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt là ngay lập tức bạn không muốn cố gắng nhiều thêm nữa. Bù lại, nhờ thiên đức bảo hộ, nên người tuổi Tân Hợi vẫn có cơ hội để thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, tiền bạc của bạn đã nhiều hơn trước, tuy là không đạt được chỉ tiêu. Vì con số bạn đề ra quá cao và khác xa so với năng lực hiện tại, bạn nên tập cách buông những thứ cần buông và đừng vùi đầu mình vào những nỗi buồn này quá lâu, vì bản chất cuộc sống là luôn thay đổi, rất khó lường,
hãy tìm cách đứng lên và bước tiếp, rồi người xứng đáng hơn sẽ xuất hiện vào thời điểm bạn không ngờ nhất. Thay vì buồn thì hãy học hỏi, không ngừng trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu cảm thấy mất phương hướng thì có thể tìm tới một mô hình thành công mà bạn mong muốn và bắt chước theo. Tránh việc làm sai rồi sửa sẽ chỉ tốn thêm nhiều thời gian và công sức. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh không chung thủy sẽ gây ra những căng thẳng không hay, nhất là những ai lẳng lơ sẽ chỉ càng khiến cho cơn ghen của đối phương ngày càng trở nên tệ hại hơn mà thôi. Và cuối cùng, tháng 10 năm 2024 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tâm lý nóng vội hoặc lười nhác khiến công việc bị chậm tiến độ hoặc bị khiển trách, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ. Tuổi Tân Hợi bước vào tháng bản mệnh, phải đương đầu thái tuế nên vận trình hung cắt đan xen, làm gì cũng phải thận trọng, cẩn tắc vô ưu. May mắn có nguyệt lệnh lâm đế vượng hỗ trợ, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan. Nhìn chung, công việc trong tháng khá trì trệ, có thể không kịp tiến độ đề ra, đã vậy nội bộ lại liên tục xảy ra tranh giành, đấu đá, càng khiến tinh thần bản mệnh bất an, khó lòng làm việc hiệu quả được. Tài vận trong tháng xảy ra khá nhiều biến động, hung cắt lẫn lộn, chưa biết trước được điều gì, có dấu hiệu phá tài do bị lừa gạt tiền của. Ngoài ra, kinh doanh, buôn bán chưa có dấu hiệu khởi sắc nên thay đổi phương thức làm việc để tạo hiệu quả cao hơn. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng trước khó khăn sau mới thuận lợi, có điều mức độ không quá hanh thông, gọi là thu chi cân đối, nguồn vốn cân bằng, cách thức kinh doanh của bạn đã cũ, nên dành thời gian nghiên cứu, phân tích để tìm ra hướng đi mới. Có như vậy bạn mới theo kịp thời đại và nâng cao sức cạnh tranh, doanh thu mới được cải thiện. Tử vi tháng 10 tuổi Tân Hợi, tình trạng sức khỏe không lý tưởng, cần đặc biệt chú ý bảo vệ hệ hô hấp, tránh bị hàn khí xâm nhập gây ra các chứng bệnh phong hàn, nặng còn có thể dẫn tới đột quỵ. Do thái tuế gây ức chế, nên vận trình tình cảm của người tuổi Tân Hợi thiếu sự hài hòa, vợ chồng tranh cãi liên miên, các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh cảnh giận hơn. Người độc thân cũng bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ. Vâng, thưa quý anh chị Tân Hợi thân mến, ngoài những tháng có nhiều vận hạn đen đủi, tuổi Tân Hợi cũng sẽ có những tháng gặp nhiều may mắn trong năm 2024 Giáp Thìn. Hãy cùng xem những tháng đó là tháng nào nhé. Đầu tiên, đó là tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Tài khí gia tăng, có thêm nguồn thu phụ, tiền bạc tiêu pha không cần phải nghĩ, có quý nhân hỗ trợ về tài chính, làm ăn có lộc hơn trước. Vận trình của người tuổi Tân Hợi khá nhiều thăng trầm trong tháng 6 năm 2024 này. Bản mệnh cần phải rõ ràng mục đích của mình là gì để có hướng phấn đấu, không nên chạy theo người này người khác kẻo xuôi hỏng bỏng không. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, dù có gặp phải khó khăn, xung quanh bạn cũng không thiếu người giúp đỡ. Dù sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi đến mấy thì bản mệnh cũng không tránh khỏi những lúc vướng vào khó khăn. Tuy nhiên, bạn không nên vì thế mà nảy sinh những ảo tưởng không thực tế. Bạn cần đặt ra những kế hoạch phù hợp với năng lực của bản thân và tình hình thực tế thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Phương diện tài lộc có tăng tiến nhưng chưa có những bước phát triển rực rỡ trong thời điểm này. Đây là lúc khá thích hợp để bạn mở rộng quan hệ, ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Theo tử vi tháng 6 tuổi Tân Hợi âm lịch, có lẽ bạn chưa thể thu được lợi nhuận ngay lúc này. Song chỉ cần kiên trì thì dần dần bạn có thể nhận được những thành quả xứng đáng. Đây là lúc thích hợp để ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn kinh doanh. Có thể để tiền lời, tiền lãi sẽ không chảy vào túi của bạn ngay lập tức, song vẫn sẽ có những dấu hiệu đáng mừng để bạn tin tưởng vào tương lai. Để có thể phát triển nhanh chóng hơn, Nguyệt lệnh Lâm Tử khuyên bạn hãy đổi mới tư duy, đừng bó hẹp bản thân trong những gì đã biết. Bản mệnh nên thử lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và tìm ra hướng đi mới cho mình. Chuyện tình cảm lên bổng xuống trầm, với người độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng, song quan trọng là chính bản thân bạn phải cởi mở hơn trong giao tiếp, đừng đóng chặt cửa trái tim mình, bạn nên chú ý giữ quan hệ với mọi người xung quanh, không nên quá gần gũi với bất cứ ai, vì như vậy dễ tạo ra những lời đồn thổi không hay, gây ảnh hưởng đến danh dự của bạn, thậm chí khiến nửa kia hiểu lầm, tổn thương. Với người đã lập gia đình, các mối quan hệ xã giao rộng rãi có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ vợ chồng. Bạn cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để tránh những sai lầm không đáng có. Tháng may mắn tiếp theo, đó là tháng 8 năm 2024 âm lịch, tháng Quý Dậu. Có lộc kinh doanh, buôn bán, nhưng chưa thực sự bùng nổ, khó khăn công việc dần được tháo gỡ, làm mãi cũng đến ngày gặt hái thành quả xứng đáng. Tử vi cho thấy, tháng mới bản mệnh hầu như không gặp trở lực nào quá lớn, được thiên vu và tả phù hỗ trợ đắc lực, công việc tiến triển thuận lợi.
nhìn thấy nhiều cơ hội thăng tiến. Tài vận trong tháng bình ổn, chính tài khởi sắc, thứ tài may mắn, đầu tư có dấu hiệu thu lời, tiếp tục duy trì sẽ gặt hái thành quả lớn hơn, kinh doanh, buôn bán diễn ra thuận lợi, doanh thu khả quan, đẩy mạnh số lượng buôn bán, lại lớn thu về túi. Thứ tài hanh thông là thời điểm thuận lợi để tuổi Tân Hợi tiến hành đầu tư, hợp tác làm ăn, mở rộng kinh doanh. May mắn tài chính sẽ luôn mỉm cười với những ai thực sự nỗ lực đổ mồ hôi công sức vươn lên làm giàu. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi được cải thiện đáng kể, người bệnh nhanh chóng phục hồi, người bình thường càng thêm khỏe khoắn, không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều chú ý khi lái xe, đề phòng tai nạn do thiên cầu hung tinh rình rập. Nguyệt lệnh lâm mộc dục, báo hiệu tình yêu thăng hoa, vận đào hoa nở rộ, mang tới nhiều mối lương duyên. Tuổi Tân Hợi thoải mái lựa chọn mà không phải đắn đo quá nhiều, đời sống vợ chồng hòa hợp, có thể tính chuyện sinh thêm con cái. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Tháng 8 âm lịch này, hai bạn có thể xem ngày lành tháng tốt để sớm về chung một nhà được rồi. Và tháng 11 âm lịch năm 2024, tháng Bính Tý. Tiền bạc có dấu hiệu gia tăng, có thêm nguồn thu phụ hoặc khoản thưởng nóng, đào hoa vượng, người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn. Trên phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Tân Hợi âm lịch, nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập, thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với mình. Bạn không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông, nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là với những người độc thân, do có các tinh thái dương và thiên diêu chiếu mệnh, con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Về sức khỏe, hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn, đa tài chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn. Quý anh chị thân mến, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thuận lợi, do đó, đôi khi chúng ta sẽ phải đối mặt với những nghịch cảnh của cuộc sống. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thật lạc quan và dũng cảm để đối mặt và vượt qua nó. Vượt qua nghịch cảnh hay khó khăn trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Để hiểu hơn về chủ đề này, mời bạn cùng Minh Đường Tử Vi khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây. 1. Nghịch cảnh là gì? Nghịch cảnh có thể hiểu đơn giản là các tình huống éo le, khó khăn và thách thức trong cuộc sống mà con người phải đối mặt. Đây giống như một phép thử cho lòng kiên trì, dũng cảm và sự bản lĩnh của mỗi cá nhân. 2. Đối mặt với vấn đề. Chấp nhận thử thách. Thay vì nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận khó khăn, nhiều người lựa chọn cách lảng tránh và hy vọng rằng những vấn đề có thể tự giải quyết. Nhưng sự thật là, trước khi tìm ra giải pháp, chúng ta cần thừa nhận rằng vấn đề đang tồn tại và bản thân chúng ta phải đối mặt với nó. Nhiều người tin rằng những khó khăn này chỉ là những trở ngại nhỏ, nhưng đôi khi sự lạc quan đó lại là một hình thức tự đánh lừa, khiến họ bỏ qua thực tế. Nỗi sợ đối mặt với thực tế cũng là một lý do khiến con người không dám đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách nhìn hạn chế về cuộc sống. Bởi vì, khi chúng ta nhìn lại những khó khăn này đều đã qua, mọi thứ đều trở nên ổn thỏa khi chúng ta dám đối mặt và vượt qua chúng. Tìm cách để giải quyết vấn đề. Sau khi đã nhìn vào thực tế, điều tiếp theo mà bạn cần làm là bắt tay vào việc đi tìm giải pháp. Vấn đề sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi chúng bị bỏ mặc và không được quan tâm. Do đó, bạn cần nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết để kịp thời vượt qua khó khăn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Thất bại là mẹ thành công, cách để vượt qua nghịch cảnh. Tuy vậy, đừng cố cắm đầu cắm cổ vào giải quyết vấn đề khi chưa có một sự cân nhắc kỹ càng. Bạn cần đánh giá toàn diện để có thể đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Trong trường hợp bạn không thể tự mình giải quyết, đừng ngại ngùng, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. 3. Thay đổi nhận thức về những khó khăn phải đối mặt. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn lại thôi. Khi bạn cố gắng giải quyết vấn đề,
khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua và cuộc sống của bạn sẽ sớm trở lại bình thường. Đây là một điều quan trọng giúp bạn luôn giữ được sự lạc quan khi đối mặt với nghịch cảnh. Bạn biết đấy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng và suôn sẻ như trong tưởng tượng. Sẽ có những lúc bạn sẽ bị vấp ngã. Khi đó, sự lạc quan, tin tưởng vào một ngày mai tương sáng sẽ giúp bạn có thêm động lực để cố gắng vượt qua khó khăn. Nhắc nhở bản thân rằng, những ngày tuyệt vời nhất đang đợi bạn. Ngày hôm nay của bạn gặp khó khăn nhưng ngày mai của bạn sẽ mà một ngày rực rỡ. Ngày hôm nay của bạn đã tốt rồi, nhưng ngày mai, ngày mốt bạn sẽ có một ngày tốt hơn và những ngày tuyệt vời nhất vẫn đang đợi bạn. Do đó, hãy luôn cố gắng để được tận hưởng những ngày đẹp nhất của cuộc sống của bạn. Nếu như bạn bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được ngày tuyệt vời nhất của mình. Tìm ý nghĩa của cuộc đời. Đừng cố so sánh bản thân với người khác. Thay vì so sánh cuộc sống của một ai đó với chúng ta, bạn hãy cố gắng hết sức với công việc hiện tại, tận hưởng niềm vui với cuộc sống của mình. Điều này có thể giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều đó. Vượt qua nghịch cảnh. Tìm đường vượt qua nghịch cảnh để thành công. Đừng để thời gian mỗi ngày của bạn trôi đi trong vô định. Hãy tìm ra ý nghĩa của cuộc đời và hiện thực nó. Ý nghĩa cuộc đời của mỗi người chỉ có thể được tạo ra bởi chính họ. Sẵn sàng đối mặt với thách thức. Cuộc sống mà, đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Do đó, hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt với thách thức, dự phòng một vài phương án để sử dụng khi cần. Chẳng hạn, hãy tiết kiệm một khoản tiền lương để đề phòng khi đau ốm, dành ra một khoản thu nhập để đầu tư cho việc học. Các phương án dự phòng này sẽ giúp bạn chủ động hơn khi đối mặt với khó khăn và vượt qua nó một cách đơn giản hơn. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ về những tháng đại hạn trong năm 2024 mà quý bản mệnh tuổi Tân Hợi cần chú ý để tiền bạc được an toàn, công việc được hanh thông, thuận lợi. Kính chúc anh chị bước sang năm Giáp Thìn, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc anh chị nhé. Hãy đăng ký miễn phí kênh để theo dõi các video mới nhất về lá số tử vi của mình mỗi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.